tuyên bố bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Xử phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 2 năm 9 tháng tù, thời hạn tính từ ngày 24 tháng 3 năm 2022. Sau khi xét xử phúc thẩm, tất cả 5 bị cáo trong vụ án Nguyễn Phương Hằng đều được giảm án từ 3 tháng tới 6 tháng tù giam so với bản án sơ thẩm. Ngày 4 tháng 4 năm 2024, Tòa Nhân dân cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Phiên tòa mở ra do có kháng cáo của các bị cáo Đặng Anh Quân là tiến sĩ luật, giảng viên Trường Đại học Luật TP.HCM, Huỳnh Công Tân là trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam, Nguyễn Thị Mai Nhi là trợ lý của bị cáo Nguyễn Phương Hằng và Lê Thị Thu Hà là nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, là người duy nhất không kháng cáo. Tuy nhiên, bị cáo vẫn được hội đồng xét xử xem xét, tuyên giảm án tù giam từ 3 năm xuống còn 2 năm 9 tháng tù. Lý do bị cáo Nguyễn Phương Hằng được xem xét giảm án là do có tình tiết giảm nhẹ mới. Theo đó, trong phần tranh luận, luật sư Hồ Nguyên Lễ là người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng trong phiên tòa sơ thẩm cho biết, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã tác động gia đình nộp toàn bộ số tiền 26 triệu 500 ngàn đồng để khắc phục hậu quả vụ án và phí xét xử sơ thẩm. Tình tiết này được quy định trong Điều 357 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và được Hội đồng xét xử chấp thuận làm cơ sở giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị bắt từ ngày 24 tháng 3 năm 2022. Theo phán quyết mới của tòa án, bị cáo Nguyễn Phương Hằng còn phải thi hành án thêm gần 9 tháng tù nữa. Tòa còn giảm án cho 4 bị cáo trong vụ án, giảm cho Đặng Anh Quân từ 2 năm 6 tháng tù xuống còn 2 năm tù, bị tạm giam từ ngày 24 tháng 2 năm 2023. Các bị cáo Huỳnh Công Tân, Nguyễn Thị Mai Nhi và Lê Thị Thu Hà cùng được tuyên giảm án từ 1 năm 6 tháng xuống còn 1 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án. Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo, tòa phúc thẩm cho rằng các bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả và án phí. Đây được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm dân sự mới. Ngoài ra, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đặng Anh Quân cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, ăn năn hối cải. Từ đó, tòa tuyên phạt các bị cáo mức án vừa nêu. Đồng thời, tòa bác kháng cáo của hai người liên quan trong vụ án là bà Đặng Thị Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan. Liên quan đến kháng cáo của bà Đặng Thị Hàn Ni về việc xem xét vai trò của ông Huỳnh Uy Dũng là chồng của bị cáo Nguyễn Phương Hằng, theo hội đồng xét xử, quá trình giải quyết sơ thẩm, tòa án đã trả điều tra, làm rõ vai trò đồng phạm của ông Huỳnh Uy Dũng. Tài liệu điều tra cũng thể hiện, bị cáo Nguyễn Phương Hằng thực hiện nhiều buổi livestream nhưng chỉ có 57 buổi được xác định phạm tội. Trong 57 buổi livestream này, ông Huỳnh Uy Dũng có tham gia một buổi vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Nhưng trong video clip thể hiện, ông Huỳnh Uy Dũng tham gia sau khi bà Hằng chấm dứt hành vi xúc phạm ông Nguyễn Đức Hiển, tức nhà báo Đức Hiển. Ngoài ra, hành vi của bà Hằng và đồng phạm được thực hiện nhiều lần tại nhà riêng, khu du lịch Đại Nam, Công ty Cổ phần Đại Nam và trên xe ô tô. Nhưng theo hội đồng xét xử, ông Huỳnh Uy Dũng và bị cáo Nguyễn Phương Hằng là vợ chồng, nên bị cáo Hằng có quyền quyết định đối với việc sử dụng những tài sản chung này. Trước đó, tòa án sơ thẩm đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM điều tra, làm rõ vai trò của ông Huỳnh Uy Dũng có đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng hay không. Đồng thời đề nghị điều tra, xác định dấu hiệu phạm tội làm nhục người khác và vu khống của bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Tuy nhiên, thì cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát cấp sơ thẩm đã tiến hành điều tra lại và ban hành cáo trạng mới xác định Nguyễn Phương Hằng chỉ phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và không có cơ sở để xử lý hình sự đối với ông Huỳnh Uy Dũng về vai trò đồng phạm giúp sức Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream. Hội đồng xét xử cũng phân tích, quá trình thụ lý án phúc thẩm, cơ quan tố tụng phúc thẩm có nhận lá đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn là con trai của bị cáo Nguyễn Phương Hằng, đề nghị hủy án sơ thẩm, làm rõ hành vi đồng phạm của ông Huỳnh Uy Dũng. Song nội dung này đã được án sơ thẩm kiến nghị cơ quan điều tra, xác minh theo thẩm quyền là phù hợp. Vì giới hạn xét xử phúc thẩm nên cấp phúc thẩm không xem xét giải quyết kháng cáo này. Theo hồ sơ vụ án, từ cuối tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bị cáo Nguyễn Phương Hằng thông qua 12 tài khoản mạng xã hội do bị cáo này quản lý, livestream phát ngôn trực tiếp trên mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân.
Các bị cáo trong vụ án đã đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định đối với 10 người gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni là nhà báo, luật sư, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên và chồng là ông Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Dầu và bà Trương Việt Hà.